được không? Được không hả? Không. Bạn lên đi con dưới coi. Bây giờ bà lên bà lấy kết quả. Ok. Chắc bà biết đường mà đúng không? Biết rồi, chờ anh. Ok. Bà đợi con. Bà đi mấy chục năm rồi đúng không? Ừ. Đừng cài cái nón. Nó mở mới một tháng mà nhảy vô. À. Ở đây thì nó cũng bệnh viện đó nó cũng nhiều. À dạ. Ông quên. Vậy là bà mỗi lần bao lâu bà đi khám một lần? À tháng nào cũng đi. Tiêm gan kẹo. À coi như dạ, coi như là làm tổng quát à. Là tổng quát hết luôn người mình luôn à. Thôi mà đi vậy đi cho mình biết mình bị bệnh. À dạ. Dạ. Là mấy chục năm bà bị bệnh tim. Dạ. À cái bệnh tim nó nặng lắm, cái đó khó khoái lắm luôn. Chưa. Dạ. À dạ. Ủa mà nhà bà ở đây hay sao? Ừ. Cái thằng bác sĩ ở đây chữa cho bà. Cái nó nói bác sĩ cũng bị bác nha. Dạ. Và nhà thăm tư á. Dạ. Cái thằng bác sĩ chưa chữa nó. Thầy bác sĩ mà mình chữa ơi. Đúng rồi. Mình không giỏi chuyên môn đó thì mình phải trị cho người khác chứ. À dạ. Con hay. À dạ. Con phải qua mấy chiếc xe này đó. À dạ. À đúng lúc dạy luôn. Con sợ nhất là xe đó luôn á. Con sợ nhất là mấy ông đó chạy xe á. Ý là con sợ mấy ông xe ba gác lắm á. Mấy ông nguy hiểm. Bà năm nay chắc cũng lớn rồi á. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Cháu bà đâu sao bà kêu cháu chờ đi cho khỏe. Ý là cháu bà sao cái bà không kêu cháu chờ đi cho nó khỏe. Hai cháu ở đường bà ở mà. Ở nhà. À. Bà ở cháu có còn ở đó luôn. À dạ. Dạ. Bà không bán miếng nào. À dạ. Cho mọi người. Dạ. Dạ. Tháng 7 con trước cho 200 là xài á. Dạ cho 200. À dạ. Dạ dạ. Dạ. Nói chung là có chuyện gì mình nhờ cũng dễ đúng không ạ? Cần quá. À dạ. Dạ. Có khi hình như mình đế phải đúng không ạ?
thấy phà là tới rồi. Nằm bên đây đúng không? À dạ, vậy là khỏe rồi ạ. À. Dạ. Và thôi kệ, vậy là tốt hơn, tốt lắm rồi ạ. À. Tàu đây nha. Đây rồi. Cơm hộp cái món nha. Dạ. Tụi nó mất đi học nữa. Còn ai cái nào? Đại học. Bà kéo nhà lên luôn đi. À. Dạ rồi. Dạ. Có chưa? Dạ, 20.000. Dạ rồi, cảm ơn. Ủa, bà đưa dư con 10.000 nè. Bà đưa con 10.000. Cảm ơn bà. Cứ từ từ thôi ạ. Cảm ơn bà. Bà cũng cảm ơn con. Dạ. Bà, cái xe này mình chỉ có lấy 15 mà bà cho mình 25.000 nè. Thì cho 15.000 là mình được tiền ăn cơm nè. Vui thiệt á chứ. Bà cũng khá là vui luôn á mọi người. Thì mình chỉ có lấy 15 thôi. Bà được thêm mình 15. Cho mình đi mua nước uống nè. Cho mình đi ăn cơm nè. Giờ mình sẽ cất tiền á. Đây là 30.000. Cất tiền nữa, chắc mình đi kiếm quán mình ăn đây. Xong rồi. Bây giờ nắng hết bà nội luôn á. Hiện tại là mình đang bên Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Giờ mình sẽ chạy đi kiếm cơm mình ăn đây, đói lắm luôn.